Sau nhiều ngày gây bức xúc trong dư luận, tài xế trong đoạn clip xe ô tô 4 chỗ chặn đường xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Theo đó, cảnh sát giao thông đã phạt nam tài xế 46 tuổi ở Hai Bà Trưng 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng cho hành vi cản đường xe cứu hỏa. Tại cơ quan công an, tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, ký vào biên bản nộp phạt vi phạm hành chính, đồng thời lý giải hành vi vi phạm của mình là do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên của xe cứu hỏa. Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 23 tháng 9, xe cứu hỏa đã bật còi đèn xe ưu tiên và phát loa, nhưng xe ô tô của nam tài xế 46 tuổi chạy phía trước không nhường đường. Hình ảnh này được một chiến sĩ trên xe cứu hỏa ghi lại và chuyển cho Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội.